Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem nghi thức vừa rồi, lúc mình đang live stream với tất cả mọi người ở bên phía am thờ, khi mà mình thực hiện nghi thức giao tiếp với linh hồn thầy Hùng, thì đột nhiên có một điều rất đáng sợ xảy ra mọi người. Nhưng cái điều này mình đã cảm nhận được từ lúc chiều rồi. Vì khi mà mình đi qua bên am thờ để cúng kiến thì mình cảm nhận thấy không khí ở chùa rất lạ. Nhưng ban đầu thì mình nghĩ là chắc có lẽ do là mình nhạy cảm quá thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Tại mấy ngày hôm nay mình lo lắng rất nhiều mọi người, sinh ra cái chuyện là mình rất là nhạy cảm với không khí ở bên trong ngôi chùa này. Cho nên là mình cảm nhận thấy lạnh lạnh như vậy thôi mọi người, chứ không có sao. Cho đến khi khuya ngày hôm đó, mình bắt đầu live stream thực hiện nghi thức cho mọi người xem, thì ở bên phía cửa của sảnh có một bóng người lướt ngang. Ban đầu mình nghĩ đó là người, khi mà mình xem lại cái live stream của mọi người, mình nghĩ đó là người. Nhưng nếu như là người thì đi vô bằng cách nào mà vô trong đó được mọi người? Vì nó chỉ có tổng cộng là ba cửa, hai cửa ở am thờ và một cửa ở phía sau toilet. Nếu như đi từ cửa phía sau toilet vào thì camera an ninh của mình ở bên sảnh sẽ bắt lại được. Còn nếu như đi từ cái hướng am thờ vào thì mình phải biết chứ. Còn đằng này camera không quay lại được bất cứ một điều gì cả mọi người. Và đặc biệt là như thế này, khi cái bóng người đó lướt qua thì đột nhiên có bốn cái đầu lò ra từ bên phía cánh cửa mọi người. Mình kể tới mọi người bây giờ mình nổi da gà nè mọi người. Bốn cái đầu nhưng không có tóc, nó giống như là chỉ có cái hộp sọ thôi vậy mọi người à. Mà nếu như là người đi, bây giờ mình cứ cho là người đi, đông tới như vậy không lẽ không phát ra bất cứ một tiếng động nào, hay là không phát ra bất cứ một âm thanh nào để cho mình biết đó là người hay sao? Mà mọi người biết mình đang đứng đối diện cái bài vị của thầy Hùng như thế này. Cái cửa am thờ, cái cửa ở bên sảnh thì nó nằm ở phía này. Thì theo như cái góc nhìn ở mắt á, thì mình sẽ nhìn thấy nếu như cái người nó đi phớt qua, hoặc là bốn cái đầu lú ra mọi người. Nhưng đằng này mình không thấy một điều gì cả, vì mình không có mở con mắt âm dương. Thì mọi người nghĩ đi, nếu như là người, tại sao mình không thấy? Tại sao camera an ninh không quay lại được? Thì đó là gì mọi người? Chắc mọi người cũng hiểu mà đúng không? Trải qua ngày hôm đó xong, tới buổi chiều ngày hôm sau, mình vẫn đi qua chùa thắp hương cúng kiến như thường lệ. Thì thầy Hùng đã nói cho mình biết một điều trong lúc mình đang thắp hương, khiến cho mình rất là nghẹn ngào mọi người. Thầy Hùng nói là trong tối nay, là tối hồi cái bữa trước á, cái bữa trước khi mình live stream á, trong tối nay thầy sẽ dạy cho con cái nghi thức mà con đã nhờ ông Lũ giúp con. Đó chính là điều khiển cái phần hồn tách của mình. Lúc đó mình không nghẹn ngào vì thầy Hùng dạy nghi thức cho mình, mà mình nghẹn ngào vì điều gì mọi người? Là ông Lũ, tuy là ông ấy đã đi, nhưng cái cuộc đối thoại của ông ấy và thầy Hùng ở phía bên trong am thờ trong ngày hôm đó, ông ấy vẫn nhớ cái lời hứa dành cho mình. Điều đó khiến cho mình rất là nghẹn ngào mọi người. Và trong buổi chiều hôm đó mình còn rất là mệt, cho nên là mình có xin thầy là cho mình dời lại tới ngày hôm nay. Thì thầy cũng đã đồng ý mọi người. Và mình có hỏi mọi người trong buổi live stream ngày hôm qua là mọi người có muốn xem cái buổi tập luyện của mình và thầy Hùng hay không? Thì mình thấy mọi người rất là đồng tình và quyết định xem cái buổi luyện tập của mình. Cho nên tối ngày hôm nay mình sẽ chuẩn bị đồ cho nghi thức để mà đi ra sảnh và bắt đầu mời thầy Hùng ra đó để mà luyện tập cùng với thầy Hùng nhé mọi người.
Và buổi luyện tập tối nay như thế nào, mời tất cả mọi người cùng đón xem. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roman Vlog nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Và ở trong video vừa rồi mình có nhận được một thông tin của thầy Hùng, thì chắc hẳn mọi người cũng biết mà đúng không? Là sự thật về cái chuyện ông Lũ ra đi mọi người. Do là cái chuyện này rất là nguy hiểm, cho nên là ông ấy nói với mình á, là có thể sẽ rất lâu thì ông ấy mới về mọi người. Và vào buổi chiều ngày hôm trước thì thầy Hùng cũng nói với mình là hiện tại bây giờ mình cần phải tập luyện và cũng như là nâng cao về những cái nghi thức tâm linh của mình để có thể tiếp đón những chuyện sắp tới mọi người. Ok mọi người, thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Ngày hôm nay trăng sáng quá mọi người ạ. Và thường những đêm trăng sáng như thế này thì những hồn ma, âm khí của họ sẽ mạnh lên rất nhiều mọi người. Ok mọi người, thì mình cũng đã chuẩn bị hết tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức ngày hôm nay. Bây giờ xin phép tất cả mọi người, mình được bắt đầu thắp hương để kích hoạt cho nghi thức này nhé. Ban đầu thì mình cũng không biết về cái chuyện này đâu mọi người. Nhưng mà mọi người nhớ có lần thầy mình ở Tây Ninh nói cho mình biết á, là vào những đêm trăng sáng hoặc là trăng tròn như thế này thì thật sự là âm khí của những hồn ma sẽ được tăng lên rất nhiều. Xin phép mọi người mình được bắt đầu nhé. Mình sẽ bắt đầu kích hoạt đèn lưu ly nhé mọi người. Yeah.
Trước tiên mình cần phải khóa kết giới lại đã mọi người. Mọi người cũng biết là chuyện gì đã xảy ra ở nghi thức vừa rồi của mình mà đúng không? Suy nghĩ tới cảnh những chuyện mình làm đều có những cái đầu lú lên để theo dõi mình, thật sự khiến cho mình lạnh sống lưng mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ khai mở con mắt âm dương nha mọi người. Mọi người nghe con cắc kè kêu nghe ớn á mọi người ha. Bây giờ mình sẽ thực hiện nghi thức để mời thầy Hùng tới đây nha mọi người. Dạ, con xin chào thầy ạ. Cũng như những lời con đã hẹn với thầy, ngày hôm nay con đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và cũng như là ra ngoài sảnh này để nhận những lời chỉ dạy của thầy ạ. Dạ, đúng rồi thưa thầy. Về cơ bản, thầy nghĩ con đã biết rồi. Chỉ cần phối hợp lại là con có thể làm được. Giờ để thầy cho con coi rồi làm theo nghe chưa? Dạ, con xin thầy chỉ bảo ạ. Con dòm kỹ thầy làm nghe. Dạ. Đầu tiên con phải tách hồn ra chưa? Sau đó con truyền linh lực vào bên trong phần hồn tách đầy. Con từng điều khiển được nhưng không dùng thuật được là do phần hồn tách đầy không có linh lực, cho nên con phải truyền linh lực cho nó. Nhưng con nhớ điều này, khi con truyền linh lực cho
Dạ, bây giờ con sẽ làm thử ạ. Hay quá thầy ơi. Dạ bây giờ con sẽ làm thử ạ. Trước tiên truyền linh lực vào bên trong phần hồn tách. Dạ, tại con không nghĩ là lại tốn nhiều linh lực tới như vậy thầy ạ. Bây giờ sẽ thực hiện chuyển tâm thức và điều khiển cái phần hồn tách đó. Vì vốn dĩ là cái phần hồn tách đã có linh lực rồi, là mình chỉ cần điều khiển và dùng thuật ở bên trong cái phần hồn tách đó thôi. Có đúng không thầy? Dạ, bây giờ thì con đã biết rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm à. Cảm ơn thầy đã chỉ dẫn cho con. Giải. Con hiểu chưa?
Dạ, con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Dạ, nghe thầy nói, con sẽ cố gắng luyện tập về cái thuật vừa rồi ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ, con chào thầy ạ. Uầy, cái thuật vừa rồi thật sự rất hay luôn mọi người. Thì ra lúc trước á, mình chỉ có thể di chuyển được cái phần hồn tách của mình thôi, là do cái phần hồn tách đó không có linh lực, cho nên là không có dùng thuật được. Còn hiện tại, nếu như mình đưa linh lực vào bên trong cái phần hồn tách, thì cái phần hồn tách đó có thể thay thế mình để dùng thuật tâm linh được mọi người. Nhưng có một điều ở đây là mình chưa quen, cho nên là cái nguồn linh lực để tốn hao cho cái phần hồn tách quá nhiều mọi người. Mình cần phải luyện tập nhiều hơn về chuyện này. Chứ nếu như đang thực hiện mà mình bị hết linh lực giữa chừng thì thật sự như vậy nó còn nguy hiểm hơn nữa mọi người. Và theo như những gì mà thầy Hùng nói á, là chỉ cần mình quen thôi, mình có thể tách ra 3-4 phần hồn để mà có thể dùng thuật cùng một lúc. Nó giống như là tứ hồn trận mà mình đã từng thực hiện như mọi người. Nhưng tứ hồn trận thì mình lại không điều khiển được những cái phần hồn đó. Còn cái này nó hay là mình có thể điều khiển được phần hồn, mà mình có thể dùng thuật của tâm linh thông qua những phần hồn tách đó luôn. Quả thật một nghi thức này là một nghi thức rất hay mọi người. Ok mọi người, bây giờ thầy Hùng cũng đã đi vào bên trong am thờ rồi, thì mình nghĩ là một mình ở đây sẽ không có tốt đâu mọi người. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video này của mình. Cảm ơn mọi người ạ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người sau khi mình về tới nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.